Xin chào tất cả các bạn, các bác anh chị em đam mê câu cá. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một ít phụ kiện: máy câu, phao, lục, nói chung là linh tinh các kiểu. Các bác thích câu đơn, câu lục hay là câu đài đều được. Các bác thấy đây là lăng xê nhá. Đây là lăng xê dùng cho câu lăng xê các bác nhá. Còn ở trước mặt các bác là bộ cần giáp khúc gồm có 1 2 3 4 5 6, gồm có 6 khúc. Cần này dài 5,4 m. Bác nào có nhu cầu cần này thì liên hệ với em. Đây là cần tay giáp khúc dài 5,4 m. Ngoài ra các bác thấy có rất nhiều là phao, phao đài, bộ phao. Phao đài này gồm có phao thường này, đấy, phao thường này. Còn các phao mới nhập về này là phao la lô hàng cao cấp, có độ dài từ 35 đến 50 cm, có chống sóng rất là ok nha. Có loại rất là to đây. Ví dụ như ngọn phao này rất là to. Đấy. Ngoài dùng câu đài ra còn có thể dùng cho câu lục đầu cần. Đấy. Các bác mà mắt nào kém thì có thể nhìn cái này rất là to này, ngọn rất là to này. Đấy, kia thế kìa. Kia là một số phao đài có thể câu lục đầu cần được cả. Bầu khá là to đấy. Đấy như vậy. Mẫu rất là đa dạng. Phao rất là đẹp. Và có rất nhiều mẫu. Độ dài thì các bác biết rồi, từ 35 cho đến 50 cm, chống sóng cực tốt luôn. Còn bên kia kìa là rất nhiều lục thửa. Đây, lục tứ thửa, lục thửa. Phao câu lục ngày đêm, phao câu lục đầu cần. Và máy câu hiện tại thì em chỉ còn máy đeo bao 9.000, Daiwa 4.000 và Daiwa 2.500. Hiện tại thì máy nó đang hết hàng, chủ yếu còn mấy dòng máy thôi. Để các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em sớm nhé. Vì hiện tại hàng về rất là chậm, do cái khu khâu đầu nhập của nó ấy, là nó đang gặp trục trặc một chút về vận chuyển hàng. Nên hiện tại là hàng nó chưa về nhiều. Nên bác nào có nhu cầu đây, các phụ kiện này nhá. Khi các bác mua cần tay thì có thể có phụ kiện này, nếu lấy thêm thì sẽ có phao như này. Phao thì rất đa dạng. Và đây là phao la lô nhá, phao la lô rất đẹp. Phao tre, phao trúc, phao gỗ đều có hết. Còn đây đây là bộ giáp khúc này, bộ cần này khá là ít, hàng bãi Nhật nhá. Đây, một mẫu phao đài chống sóng này, dài 50 cm, bầu khá là to đấy. Anh ở đây cũng là một mẫu phao chống sóng này, dài 50 cm này, câu với những điều kiện sóng to, những đập lớn này. Đây đây là một bộ phao đài này, đây là một bộ phao đài đẹp, hàng tốt. Còn đây là lục thửa này, lục dây đàn và lục thép Nga nhá. Đây là tứ thửa này. Còn đây là phao lục câu ngày đêm. Đấy. Ngọn là ngọn cắm pin nhá. Cắm pin cắm. Phao này có độ dài là
40 phân. Phao chống sóng nha. Đấy là các phụ kiện đi kèm cho các bộ môn câu, câu tay này, câu đài, câu lục, câu lăng xê. Bác nào có nhu cầu gì thì liên hệ với em nhé. Và số lượng này thì em đang có rất là nhiều, nhất là phao câu đài la lô này, số lượng của em nhập về vừa rồi là khá là nhiều phao đấy. Kèm với lại cần tây thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em, đặt kèm theo những cái cần tây chúng ta lấy, có thể lấy kèm những phao này nha. Ở đây của Nguyễn Văn Toan, Mê Linh, Hà Nội. Đây vẫn của Nguyễn Văn Toan, Mê Linh, Hà Nội. Đây là của Nguyễn Cao Tiến, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đây là Nguyễn Hồng Phương, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ. Đây là của Phạm Khắc Xuân, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là của Trần Ngọc Tâm, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là của Phạm Khắc Xuân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đây là của Vương Đình Toàn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Còn đây là của Nguyễn Văn Toan, huyện Mê Linh, Hà Nội. Đây là các đơn hàng sẽ được chuyển đi này. Đây là của Khúc Minh Tân, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Đây là của Nguyễn Hữu An, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Còn đây vẫn là của Khúc Minh Tân, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Còn đây là hàng của Lương Thế Dũng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Còn đây là hàng của Lê Đức Tiếp, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Còn đây là của Hồ Phi Oai, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.